2 lít. Không phải 2 lít à? Lấy đâu ra? Lít rưỡi. Làm gì có. Mày chưa đi. Tháng 4 triệu thì anh tính ra thành 30 ngày sao? 30 ngày gì? Một tháng ạ. Mày tính cãi đà. Một tháng cho nghỉ 4 ngày. 4 ngày được nghỉ 4 ngày không? Ngày còn quá cái nghỉ 4 ngày ấy. Mấy tháng trước em cũng làm. Hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ đi đây sĩ này. Đấy. Hôm nay thì hai anh em chúng tôi sẽ đi đổi cái wifi cho nhà khách hàng. Tức là cái bản chất là cái modem của nhà khách hàng nó bị hỏng rồi, nó bị hỏng. Tôi sẽ đánh. Nó bị hỏng. Thì cái quá trình mà đi bảo hành bảo trì như này thì khách hàng không mất 1.000 nào. Mà kỹ thuật họ sẽ mang thiết bị đến để đổi cho mọi người. Và tùy vào từng cái gói cước thì anh em sẽ đổi cho mọi người một cái thiết bị nó phù hợp với cái gói cước của nhà mình. Tuy nhiên ở đây ấy, thì tại vì bản thân em thì bây giờ không hết cái hàng mà hàng của gói 165.000 rồi. Bây giờ chỉ có con wifi 2 băng tần thôi. Hôm nay sẽ đi đổi nhà khách hàng này dùng gói 165. Nhưng mà mình sẽ đổi là cái thiết bị 2 băng tần. Đó. Thì mọi người cùng theo chân để đi xem cái con 2 băng tần này nó như nào. Đây con 8145V5 mọi người nhá. Mà khách hàng không phải bỏ tiền ra để mua cả. Đây là nhà khách hàng rất may mắn vì đây là con cuối rồi. Con cuối wifi 2 băng tần. Góc máy này cũng đẹp đấy. Mày đi vừa đi xe vừa cầm điện thoại. Đây là cái con đường vào nhà khách hàng và đây là con đường mới đẹp luôn rồi này. Này cái đoạn này nó cũng chưa được đẹp lắm. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi vào nhà khách thôi. Chứ ai chả chơi YouTube. Mày chơi làm gì, mày có tiền không? Anh chơi anh có tiền, mày chơi mày không có tiền không? Ai biết. Kênh của mày sinh sau đẻ muộn. Sinh sau đẻ muộn phải nuôi cho nó béo dần chứ. Nuôi dần. Ai lại gọi rồi? Đi ra. Đập đi cho nó vỡ đi. Sinh sâu đẻ muộn nó phải làm từ từ nó mới lên thành người lớn chứ. Đây là con 2 băng tần, con cuối cùng. Không lấy được CV à? Trước cái này lũ thấy vậy nhút ra cắm vào còn được, hôm qua thì chịu. Chéo này được đấy nhỉ. Theo như cái quy định của Viettel thì mọi người muốn đổi cái con 2 băng tần như này thì mọi người phải mất 200.000 nhé.
300.000 con wifi 2 băng tần như này. Ở đây trường hợp khá là hy hữu thì còn trong kho còn những cái con này. Con này đeo lên. Lên xong lên. Lúc nãy mình thử ngoài kia lên mà. Chưa cắm điện này. Đây. Cắm đầu lan vào đi anh. Hôm nay mình thử ngoài trung tâm lên rõ ràng luôn. Sếp nói gì sếp? Cài bây giờ cài mỗi tin wifi mật khẩu là được. Đây, đây quay anh này. Mật khẩu wifi ở đây. Hả? QU 5R V6 QE. Mang điện thoại qua đây cho anh. À đây đây đây. Đây mọi người nhá, hai băng tần rồi này. Thì wifi này nó có hai băng tần 2.4 và băng tần 5 chấm. Đăng nhập vào mật khẩu. Con này anh nghĩ là phải cài bằng tay thôi. Con này phải search trên Google mà. Ừ. Mày được đấy. 192.168.1.1 này. Ok. Mấy con kia phải xuất chứ Google chứ con chết tí chết tí. Xong cắt đi đã. Cái con wifi này thì nó không nhận cấu hình cho nên anh em bắt buộc phải cài lại. Đăng nhập vào cái địa chỉ 192.168.1.1. Con này thì nó dễ cài lắm. Admin này. Password là cái dòng HVKTC. Đây mọi người bấm vào new ở đây này. One chỗ phần one configuration. Tiếng Anh kém quá. Đây đánh tên ở cao khách hàng vào. Quyền à, BT25 nhỉ. BT25. Mật khẩu. Một đến tám được, tám số. Đây mọi người nha, hai băng tần. Mình thích cái wifi nào đặt như nào cũng được. Đổi cho nó khác nhau là được. Xong bấm phím next ở đây. Kiểm tra lại xem cái tên wifi với lại cái mật khẩu xem đã đúng chưa. Đấy, bây giờ đang nhầm rồi này. Nhầm số 4. 45 2 3 4 5 6 7 8. Xong mọi người bấm finish. Quên, lúc nãy nó đang khởi động lại. Mấy
Đây con này không phải cấu hình nha mọi nhá. Lúc nãy là nó chưa khởi động lại thôi. Cấu hình bằng tay nhầm. Lúc nãy nó chưa kịp khởi động lại chứ mình không phải cấu hình. Con này nó nhận luôn. Đây cho mọi người lưu ý này, nó có chỗ cái PC laptop. Ở đây là mình đã mở cái cổng mạng cho nó. Nếu mà mọi người thì nên mở ra nhé. Đệ cũng có YouTube. Mỗi tháng kiếm 5 củ. Được đấy. Kênh đệ chưa nổi. Tên là gì để anh cho anh em? Bùi Tốt. Bùi Tốt à? Cho anh em đăng ký kênh. Đi làm tháng có vài triệu. Có kênh riêng nữa. Đẳng cấp đấy. Lo hoặc lỏm xếp vài kỹ thuật để làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finish. Sau rồi bấm finish. Đây mọi người thích vào cái nào thì vào. Đây, em sẽ test cho mọi người thấy cái băng tần 2 chấm, à, băng chân tần 5G này. Speed test. Đây gói 165.000 nhá. Chu. Ui. Kinh vậy. Internet đã lên đâu. Quái gì mà 120 mấy mê đây. Kinh khủng đấy. Kiểm tra lại xem nào. Net mấy nào. Quyền BT25. Ui, đây mọi người, net 1 luôn này. Net 1 mà tốc độ như này luôn. Khủ chưa? Ui. Net 1 mà kinh thế. Hôm nay để cho sếp làm. Đấy, mẹ. Quần đi quay thôi. Ăn chơi đấy. Thằng này được đấy. Em vẫn phải giả lương cho nó. Mỗi ngày 2 lít. Hai lít. Không phải 2 lít à? Lấy đâu ra? Lít rưỡi. Làm gì có. Mày chia đi. Tháng 4 triệu thì anh tính ra thành 30 ngày sao? 30 ngày gì? Một tháng ạ. Mày tính cãi đà. Một tháng cho nghỉ 4 ngày. 4 ngày được nghỉ 4 ngày không? Ngày còn quá cái nghỉ 4 ngày ấy. Mấy tháng trước em cũng làm thông cả 30 ngày đấy. Hôm trước 10 ngày rồi. Trừ vào thành là 2 tháng, 3 tháng còn gì. 3 tháng đấy rồi cãi. Trừ 3 tháng mà còn dư đấy. 4 chia à 30 chia 26. Mỗi ngày được 650. Siêu. Mỗi ngày. Thôi được rồi. Đừng có tin lời chết. Video kết thúc ở đây mọi người nhá. Suy tự chạm ở đây. Mỗi một thì khó quá. À mỗi một thì chám. Vâng, ăn đó. Đấy. Giống chơi của Thống Nhất. Ngầu lắm. Nhảy anh khá mà. Tốt đây. Tốt. Sao Nguyễn? Tốt. Ngồi chơi nhé. Nguyễn ngồi chơi.
từng cái gói cước hay sao mọi người ạ? Với lại hình như cái con hai băng tần này nó hình như được gán vào là cái tốc độ cao hơn một chút hay sao ấy. Bởi vì cái gói nét 1 mà sao mà tốc độ nó quá khủng như vậy. Nét 1 thông thường nó chỉ cái ở đây nó chỉ khoảng độ tầm 60 mê. Nhưng mà gắn cái con 8145V5 này lên tận hay sách lên một con. Hôm nào anh với mày đi trộm đi. Trộm một con mày bảo đẹp. Đây cái đoạn đường này view đẹp phết. Tiếp theo nhá.